Chị cũng đã dùng sản phẩm quá ok, da mặt sáng mịn và trắng hơn. Khi nào hết chị sẽ ủng hộ tiếp, nhưng chưa may mắn trúng thưởng. Chị yêu ơi, chị chưa may mắn trúng thưởng thì em cũng xin chia buồn. Nhưng mà với cái bình luận quá dễ thương này của chị thì em xin phép được tặng chị món quà, được không? Chị thích sản phẩm nào chị comment bên dưới, em gửi tặng quà cho chị luôn, được chưa? Trời ơi mọi người ơi, thật sự nha, gần Tết rồi cái bộ kem mặt bán đắt dữ lắm luôn cả nhà. Thâm nám mụn tàn nhang, da không điều màu. Em đang tìm kiếm những chị có làn da như vậy. Tết này mấy chị sử dụng bộ kem mặt nhà em đi. Bây giờ em tự tin luôn, ai dùng cũng đẹp luôn nha mấy anh chị nha. Kể từ 2 tuần là những cái tình trạng nám là đồi mồi thâm là nó sẽ cải thiện rõ rệt luôn. Em báo giá từng sản phẩm cho mấy anh chị luôn, cho mấy anh chị yên tâm sử dụng sản phẩm nhà em với tiêu chí là gì? Là giá rẻ, là chất lượng nha mấy anh chị nha. Cho nên mấy anh chị có thể hoàn toàn tự tin sử dụng sản phẩm mà không lo về giá thành. Đầu tiên là cái em serum này là 120.000, kem face này là 190.000 và kem chống nắng này chỉ có 199.000. Nếu như mua cả bộ thì liệu trình của nó tặng kèm một thẻ cào may mắn trúng thưởng, và mua liệu trình thì cái khả năng, cái chất lượng nó sẽ được nâng cao hơn, tại vì trọn bộ này nó giúp phục hồi rất là tốt từ thâm, từ nám, từ mụn, từ tàn nhang. Nhiều chị hỏi em Như á, da đang mẩn ngứa nè, da đang bong tróc, đang bị nhiễm cọt cũng như là dùng cái gì cũng bị dị ứng luôn thì dùng được hay không? Như xin trả lời với mấy anh chị là dùng được nha. Bên em có công thức, có hướng dẫn chia sẻ để giúp cho mấy anh chị khắc phục tình trạng đó. Và đặc biệt cái serum này là serum siêu thần thánh, serum siêu phục hồi nè, serum này là nước thần nè mấy anh chị. Từ tình trạng sần mụn li ti, da không điều màu, mấy anh chị sử dụng em này cho em Như đi. Cam thảo nó giúp cho gì? Hỗ trợ làn da dị ứng nhất vẫn có thể dùng được. Nó có vitamin C hỗ trợ làm sáng da, điều màu da và phục hồi da rất là tốt. Da đang sần xài từ 3 đến 5 ngày hết sần luôn, rất là đã luôn nha. Cái này là tuyệt vời lắm luôn nha. Rồi, và đặc biệt mấy chị có thấy điều gì không? Đó là khách hàng nhà em, khách hàng nhà em đã xài, đã khen, đã đẹp. Đó là minh chứng tốt nhất của người bán sản phẩm. 1.000 lời quảng cáo không bằng 1 lời khen của khách hàng. Rồi mọi người ơi, bấm vào giỏ hàng đặt giúp em Như nha.